Jack chưa cưới mà có con thì có phạm tội gì hay không? Việc mà tổ chức đám cưới thì không phải là cái yếu tố để xác lập một mối quan hệ hôn nhân, mà quan trọng ở đây là giữa Jack và Thiên An đã xác lập một mối quan hệ hôn nhân trên thực tế bằng việc đăng ký kết hôn hay chưa. Trường hợp đã đăng ký kết hôn thì cái việc có con là hoàn toàn bình thường. Trong trường hợp mà chưa xác lập một mối quan hệ hôn nhân mà có con thì theo tôi trong trường hợp này cũng chẳng sao cả, bởi Jack và Thiên An độc thân, chưa kết hôn với ai, do đó cái việc mà sống chung với nhau như vợ chồng thì không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Tiếp đó, căn cứ theo các quy định pháp luật Việt Nam thì không có quy định là bao nhiêu tuổi được quan hệ tình dục. Tuy nhiên, rút ra từ các cái tội phạm liên quan đến tình dục có thể rút ra hai điều kiện: nếu như cả hai đạt đủ độ tuổi là từ đủ 16 và tiếp đó là hoàn toàn tự nguyện, thì trong trường hợp đó quan hệ tình dục sẽ không vi phạm pháp luật. Do đó trong trường hợp này thì giữa Jack và Thiên An thì đều trên 16 tuổi. Tiếp đó thì cái việc quan hệ tình dục nếu như là tự nguyện và có con thì trong trường hợp này không sao cả. Trường hợp mà không tự nguyện thì đó mới là vấn đề. Về mặt dân sự, nếu như xác định ra rằng là giữa Jack và cháu bé kia có quan hệ huyết thống cha con thì căn cứ theo các cái quy định pháp luật thì trong trường hợp này cháu bé chưa đạt đủ độ tuổi vị thành niên, do đó Jack phải có cái nghĩa vụ chăm sóc và nuôi dưỡng cháu bé. Trường hợp mà không trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cháu bé thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng. Trong trường hợp này nếu như không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì mẹ của cháu bé có quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu Jack thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nêu trên. Thế thôi.